Xin chào nha. Sáng hôm nay chúng ta sẽ travel để đi đến đảo Iceland, hay còn gọi là đảo Woman Island. Đảo cho nó có cái miếng được phụ nữ xinh đẹp. Cũng là những đặc sản ngoài biển các bạn. Những trái dừa. Còn bán khăn. Nó thêm. Đây mà những người được chờ để đi ra đảo. What's your name, sir? My name is Ibrahim, bro. Are you? Kevin. Kevin. Nice to meet you. Can I call you a shark's name? What shark? Sula. Ibrahim, yeah. Ibrahim. Người sẽ dắt đi khám phá các bạn. Islam. Nhận viên du lịch công ty gì đây? Lido à? Nhận cái hiệu luôn, nhớ ủng hộ. Đọc code là số phone. Dung hả dữ? Gặp giá không? Mới được gặp giá không? Vàng chết thẻ. Tối nay mà mình đang hướng dẫn viên thử hỏi hướng dẫn viên là mình đang ra đảo nào đây? Islam. Hay còn một cái nickname khác em biết không? Hả? Woman Iceland. Đảo những người phụ nữ xinh đẹp. You don't know that? Mới hỏi Islam á. Biết mai mốt sẽ đều ra. Đây là những cái thuyền. Wow. Welcome, hola, how are you? California. It's just enjoying the sailing, enjoying the water. We're gonna be hitting the street with some mujeres and finding a very nice point so you can jump in the water for a little bit. Okay? Just only for information, guys, we got one. Cái giường các bạn.
trên đường về sẽ đi ra đảo Iceland, gọi là đảo của mình Iceland, trong cái đảo mà cần phải đến ở Cancun. Và trên đây chúng ta sẽ được chiêu đãi những cái dừa tại Cancun rất là ngon, còn sữa lùi. Đường biển đang kẹt xe. Lobster House, đây là cái nhà hàng chuyên về hải sản, đặc biệt là lobster, tôm hùm. Mỹ là nước Mỹ, Mỹ khá đông á, Mỹ bay qua khá là đông. Gần qua Mexico. Phí. Mà đi, mà đi.
Islam Muslims. Phan Thiết. Đúng rồi, giống họ giống chỗ biển cây của em nhà con quá. Biển cây bãi nó dài hơn. Cái bãi nó dài hơn. Đây là Isla Mujeres, đó là cái đảo. Cái đảo mình đang. Ok, bây giờ mình dừng lại chụp ảnh giữa cái đường cổ của trong đảo Isla Mujeres, và chúng ta thấy những cái trang trí nhà cửa màu sắc rất là lạ, mang phong cảnh cũng của người biển, vùng biển các bạn, vàng xanh đó. Chúng ta thấy những người du lịch Tây Ba Lô. Ok, bây giờ mình lên xe mình đi clip.